mừng mọi người đang đến với Sĩ Thanh Channel. Ngày hôm nay chúng ta lại tập thôi mọi người ơi. Và Sĩ Thanh đã quay trở lại với bài tập mông nặng hơn, áp phê hơn, kinh khủng khiếp hơn. Sĩ Thanh rất là vui là nhận được rất là nhiều comment từ bài tập mông trước 6 động tác với mông quả táo. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với bài tập đá mông 500 cái nha mọi người. Nó sẽ giúp cho mông của mình căng tròn đầy đặn và đặc biệt không to đùi và thon chân. Cái bài tập ngày hôm nay là bài tập hiện tại mà Sĩ Thanh đang tập hàng ngày luôn. Đó là level của Thanh. Và Thanh đã đặt tới cái ngưỡng đó luôn rồi. Và hy vọng bài ngày hôm nay Thanh truyền đạt cho mọi người sẽ tập theo và sẽ có kết quả thật sự. Bài tập này nó sẽ giúp cho chân mình thon thả luôn, và đặc biệt là không to đùi. Và dĩ nhiên bài tập này của Thanh sẽ tập với dây. Mọi người ơi, dây. Thanh cũng đã chia sẻ clip trước rồi. Đối với Thanh tập mông, tập với dây rất là hiệu quả. Và Thanh luôn tập với dây luôn. Tập với tạ cũng ok, nhưng mà Thanh thấy tập dây vừa gọn lẹ là vừa lên kết quả nhanh. Và Thanh đọc comment rất là nhiều, hỏi là mua dây như thế nào, mua dây làm sao, mua loại nào, trọng lượng như thế nào, phù hợp với loại dây như thế nào. Thì Thanh chia sẻ đây luôn cho mọi người biết, mua dây thì rất là dễ. Ở bây giờ không cần phải ra ngoài tiệm nữa, trên các ứng dụng Shopee nè, Lazada, Tiki, mọi người sợ cái là dây kháng lực nó ra một nùi dây luôn cho mọi người lựa chọn. Nhưng mọi người lựa chọn loại dây gì, Thanh ở đây Thanh chia sẻ luôn. Thanh có một đống dây trên tay luôn, mình cũng thuộc của thầy sưu tầm dây để tập, cho nên là ở đây rất là nhiều loại và kích cỡ cũng như là chất liệu nó khác nhau. Đầu tiên là cái loại này, và loại lần trước Thanh tập thì là nó là bản dây thun mỏng. Loại thứ hai là cái loại bản nó dày hơn, hình như nó dày chắc khoảng 5mm đó. Còn cái loại này là loại bằng vải luôn, nó rất là chắc luôn, dày dài nữa. Đó, Thanh mua hết để về tập. Nhưng Thanh chia sẻ thật lòng ở đây với mọi người, mọi người chỉ nên mua những người mà mới tập. Và đến bây giờ Thanh thật sự rất thích, Thanh chỉ thích tập dây này thôi. Tại sao? Lý do, cái dây này mỏng, kháng lực vừa phải, mình cảm thấy đã phê vô mông liền. Những cái dây này, hai loại dây này Thanh mua về Thanh đã tập rồi, nó có vấn đề như vậy. Thanh đọc comment các bạn, ủa sao, tại sao tập với cái dây mà sao thấy đau chân quá, không biết có giữa mông không mà thấy đau chân quá. Thì chắc là mọi người đã mua nhầm những cái loại dây mà quá dày. Nhưng loại này đối với Thanh, Thanh tập thuộc loại cũng là hơi nặng rồi đó, nhưng mà đối với Thanh á, loại dây này tập rất là đau chân, tại vì nó dày quá mọi người, nó siết quá. Ba loại, ba kích cỡ này mọi người, đây là mỏng, bề ngang nó mỏng nhất, thì lực nó nhẹ hơn, đây là hơi dày và đây là dày hơn. Thì ba cái loại dây này tập càng ngày nó sẽ càng nâng cao hơn. Thì những người mới bắt đầu đừng nên mua loại này nha mọi người, nhớ nha, đừng có mua loại dày như vậy nha, nên mua loại mỏng thôi. Nếu mà bạn lỡ mua loại này là mừng cất vô tủ dùng Thanh, chắc chắn mọi người sẽ tập không nổi và sẽ tập bị đau chân. Tập á, thì nó sẽ vô chân nhiều hơn vô mông, tại vì cái phần chân á, nó làm hoạt động mạnh, nó kéo giãn ra thì vô tình vô chân chứ lại mông lại ít. Và hai cái loại này Thanh mua tới bây giờ Thanh vẫn cất tủ, Thanh chưa xài được. Mọi người biết sao không? Nó quá dày và nó quá cứng. Những cái động tác mà Thanh tập 6 động tác ngày hôm nay á, tập động tác này á, thực sự không làm nổi luôn, không thể làm nổi với cái dây này. Cho nên mọi người thấy nè, trên mạng nó bán những cái loại dây mà bằng vải như vậy, đẹp, rất là đẹp, nhìn rất là ok. Trên mạng cũng có mấy chị tay tập dữ dội lắm. Nhưng bài tập ngày hôm nay của Thanh không thích hợp với lại những cái loại dây này. Mọi người đừng mua nha. Nếu mà ai mà tập gym nặng kinh khủng khiếp và những cái thế khác, những cái thế Thanh ngày hôm nay á, như là đứng hay là gì thì mới có thể tập như vậy nổi. Chứ còn nằm mà chống như Thanh thì những cái dây này tập không nổi, đau lắm, nó không vô mông, không có áp phê nữa, mà nó vô chân không à. Cho Thanh trả lời thắc mắc của các bạn luôn, mình mua loại dây này thôi, mỏng vừa phải, kháng lực vừa phải, nó sẽ vô hết phần mông của mình, một ít vô phần chân là ok nhất. Có rất là nhiều màu cho nên mọi người có thể lựa chọn. Dây này là lựa chọn hoàn hảo. Còn muốn ai muốn nâng cao hơn nữa thì mình đeo tả ở chân là ok nhất. Và ý thứ hai nữa là Thanh đọc nhiều comment mọi người nói, chị ơi sao mà tập thấy vô đùi quá, em thấy đau đùi quá, và tập đùi có bị to hay không. Thì Thanh trả lời ngày hôm nay cho các bạn luôn, tập chắc chắn là sẽ vô phần đùi, nhưng nó sẽ làm cho mình đốt cái mỡ thừa ở đùi, và cái đùi và chân của mình nó sẽ được thon hơn nếu mà tập bài này của Thanh. Chắc chắn là mọi người ơi, trên quy một cơ thể, đối với những bài tập mình vô tập trung phần nào nhưng nó sẽ phân bổ vài phần, giống như là phần chân và phần tay nè, lúc mình chống nè nó cũng sẽ vô tay một ít, và phần bụng nó cũng sẽ vô hết. Chứ không phải là mình tập mông là chỉ có cái nhóm cơ ở mông hay không, nó cũng sẽ ảnh hưởng những bộ phận lân cận, những bộ phận mình tập dùng sức á. Nhưng mà quan trọng á là cách mà mình tập như thế nào, và cách mình lựa chọn, giống như là Thanh nói là dây á, chọn dây mỏng thôi, dây dày quá thì nó cũng sẽ vô chân mà đau chân nữa. Nhưng mà những cái động tác giống như ngày hôm nay Thanh tập á, thì nó sẽ giúp cho đùi của bạn thon gọn hơn, chân của bạn thon gọn hơn, và mỡ đùi cũng bị đốt đi. Và chắc chắn là tập bài này càng ngày càng lâu thì chân của bạn sẽ săn chắc. Trời,
mọi người mà tập bài này xong rồi mặc quần sọt, váy ngắn là bao đẹp luôn, khỏi cần mang vớ da hay gì hết. Rồi còn ý thứ ba nữa cũng là comment các bạn hỏi là ủa tại sao vô tập mà vô chân đau chân quá, thì Thanh ở đây chia sẻ là chắc là các bạn không biết cách siết mông. Cách mà siết mông thì nó sẽ vô cơ mông, tức là mình khi mình tập động tác thì chủ yếu mình siết cái phần mông mình chứ đừng có dùng lực chân mà banh ra, đừng có dùng cái lực chân. Khi mà mình dùng lực chân á thì dùng lực chân nhiều thì nó sẽ vô phần nhiều là ở chân rồi thì mông nó sẽ ít lại. Cho nên là cách mình chuyển đổi cái trọng tâm á khi mình tập á thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhóm cơ đó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ thì Thanh nghĩ là đủ ý rồi đó, đọc nhiều comment thì cũng đúc kết được nhiều cho nên hôm nay ngồi đây chia sẻ. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử thách bài tập của Thanh, bài tập đá mông 500 cái làm cho mông căng tròn, đùi thon và chân thon. Còn bây giờ mình bắt đầu thôi nha. Động tác đầu tiên, động tác này sẽ đá 100 cái nha, chia làm 3 set, 30, 30 và 40. Giữa mỗi set thì mình sẽ nghỉ 5 giây nha. Đây là động tác mà yêu thích nhất của Thanh vì nó áp phê mông vô cùng. Mình chỉ đá một bên mông thôi nha mọi người, bên trái hoặc bên phải. Mình sẽ tập liệt một bên mông rồi mới qua bên còn lại. Rồi động tác này sẽ vô cơ mông bên hông nha. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, còn 5 cái nữa, 26, 27, 28, 29, 30 rồi, nghỉ 5 giây nha mọi người ơi. Bây giờ 30 cái tiếp theo nha, bắt đầu đau chưa nè, bây giờ bắt đầu đau nha, nhức nhức cái mông rồi phải không nè, tiếp tiếp nha, hít thở đều. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bơm cái phao câu tiếp nha mọi người ơi. Nhớ hít thở đều nha, mới có sức mà đi đường dài, không là tập không nổi đâu nha chị em ơi. Tập đúng bài là phải cảm nhận được cái cơ mông phải là nơi đi lực, cái đầu mình phải tập trung với cơ mông nha, nhớ nha, đừng có quên điều này nha. Thì khi đá lên thì nhớ gồng cái chân, gồng cái mông lại, ngoài ra còn phải gồng luôn cơ bụng và cơ tay nữa nha mọi người. 27, 28, 29, 30 thôi, nghỉ 5 giây, trời ơi đau quá, trời ơi đau quá rồi nè mọi người ơi, đau quá rồi nè. Rồi tiếp 40 cái nữa nha, cố lên nha, tập trung nè. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tôi biết là mọi người đang cảm giác cái mông của mình đang bị dập bẻ đúng không mọi người? Quằn quại lắm, rất là đau, tôi hiểu cảm giác này mà. Nhưng mà cố lên, ngậm đắng chuốt cay, nắm chặt tay gồng hết cơ mông của mình, đá tiếp. Mười cái cuối cùng nè. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thôi. Rồi bây giờ nghỉ 15 giây mình sẽ qua động tác thứ hai. Bắt đầu. Động tác thứ hai mình sẽ nằm sắp xuống, tay để song song ngang ngực nha. Đá chân ra sau vẫn là cái mông hồi nãy nha mọi người, đừng có đổi bên nha. 6, 7, 8, 9, 10. Động tác này sẽ vô cơ giữa nha, cơ mông giữa có tác dụng nâng mông làm cho cao mông căng tròn. Các mẹ mà ai bị đang xẻ mông nên tập cái bài này khí thế nha. 5 cho mông tròn mà còn làm thon chân nè mọi người, làm cho bụng phẳng luôn. Cho nên nhớ khi mà mình tập thì mình nhớ siết cơ mông, chân và cả cơ bụng nữa. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Còn 10 cái nữa, cố lên mọi người. 42, 43, 44, 45, hít thở đều, 46, 47, 48, 49,
50 thôi. 15 giây qua động tác tiếp tiếp. Động tác thứ ba vẫn là bên mông đó luôn nha mọi người, không đổi bên, nằm xuống kéo chân banh ra như vậy nha. Bắt đầu, nên nhớ là cái lực phải xuất phát từ cái cơ mông đi ra nha, dùng lực cơ mông để kéo cái dây căng ra, rồi giữ xong rồi gập xuống. Phải cảm nhận cái cơn đau ở đó thì mọi người mới tập đúng bài. Phải cảm thấy đau thì nó mới vô. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cố lên mọi người ơi, nhức cái mông lắm rồi, nhức cái mông lắm rồi. Trời ơi, cố lên, cố lên. Sau cái động tác này mình sẽ không nghỉ 15 giây mà mình sẽ đi luôn cái động tác cuối cùng, động tác thứ tư nha mọi người. Bây giờ còn 10 cái nè. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thôi rồi, bây giờ nằm xuống chuẩn bị đá chân cao lên. Động tác này động tác thứ tư, cũng 50 cái, bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Sở dĩ mà mình không có để cho mọi người nghỉ giữa chừng cái động tác này, tại vì hai động tác này khi đá vào thì nó sẽ cực kỳ là đau và phê. Bạn sẽ cảm nhận được cơn đau từng cái khi mà bạn đá chân cao lên. Nó đau hết luôn cái mông của mình mà nhức kinh khủng. Nên nhớ nha, khi mà đá chân mọi người phải hóp bụng nữa nha mọi người. Nó sẽ do cơ bụng dưới của mình luôn, giúp thon gọn cơ bụng dưới luôn đó nha mọi người. Nhớ nha, hít thở đều. Thấy mình hít thở đều không mọi người? Bây giờ thì đau liệt mông chưa ạ? Cảm giác như muốn dập bẻ cái mông chưa? Kinh khủng khiếp nha. Kinh điển nha mọi người. Nhớ đá chân, siết mông, siết cơ bụng luôn. Cố lên, còn 10 cái cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, xong. Mọi người ơi, vậy là mình đã xong 200 năm một cái một bên. Sở dĩ mà thanh tập hết một bên thì nó mới áp phê hơn. Sau đó thì mình nghỉ 2 phút nha, để cho bên mông này nó nguội. Nó nguội cái cơ thì khi mình tập bên còn lại nó không có bị ảnh hưởng ở bên đây mà nó vô hết phần mông bên kia. Lý do tại sao mình phải break 2 phút để cho cái cơ này nó đỡ đau. Nếu mà mình tập liền qua cái mông bên này á thì nó sẽ đau bên đây lắm mà nó không vô nhiều bên kia, cho nên mình phải nghỉ ngơi xíu. Đau kinh khủng khiếp luôn mọi người. 250 cái mình sẽ làm được, mình sẽ cố lên, cố lên, không sao hết. Ngày nào anh cũng phải chịu đau đớn như vậy thì cái mông của mình mới săn chắc được. Mà mọi người thấy cái những cái động tác này á, nó sẽ giúp cho cơ đùi của mình thon, giảm mỡ luôn, chân càng ngày càng thon, cho nên là tập bài này rất là áp phê, rất ok nha. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị vô cái mông còn lại. Mình đã tập nửa bên 250 cái, bây giờ còn 250 cái còn lại nữa. Cố lên. Bắt đầu. 1, 2, 3. Cũng giống như bên kia, mình chia làm 3 set 30, 30 và 40. Mỗi set thì nghỉ 5 giây nha. Tập mông có cảm giác giống như là bơm cái bánh xe vậy mọi người. Ngày ngày phải bơm cho nó căng ra. Ngày nào không bơm thì thấy nó mềm. Bỏ lâu không bơm thì thấy nó nhão luôn. Thì cái mông nó y chang như vậy đó. Cho nên là mình tập mình phải kiên trì, đừng có bỏ cuộc. Ngày nào cũng phải tập là vậy á. Cảm giác mình sợ nó mềm nên nó nhão đó mọi người. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Thôi nghỉ 5 giây. You ain't got nothing on us. I'm steady calling your bluff. Pass me the split. Need me a puff. You don't want smoke. Tell them 30 cái tiếp nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Giờ tôi biết là đau lắm này nhưng mà cố lên nha. Càng tập sẽ càng đau. Càng đau thì càng mới thích. Mình muốn truyền năng lượng khổ sở này đến cho mọi người, để mọi người cùng khổ giống tôi nha. Bởi tập có khổ vậy đó, cho nên lúc ăn thì mình mới bị khớp. Mình ăn bị khớp thì mình mới không dám ăn nhiều. Tại mình nghĩ tới cái cảnh khi mà mình tập á, quá cực, quá khổ vậy mọi người. Địa ngục trần gian. Vì ăn chi cho nó khổ rồi tập. Cho nên tự khắc mình sẽ biết điều chỉnh là cái khẩu phần ăn mình cho sao nó phù hợp, để cho mình tập không có cực khổ nữa. Rồi 40k tiếp theo nha. Lúc này lúc đau dữ dội lắm rồi nè. Tập cứ rên la thoải mái nha mọi người. Đau thì cứ rên la nha. Nhớ thở đều là được rồi. Quằn quại vò đầu bứt tóc móc mắt vỗ mông cái gì cũng được nha mọi người. Đây cũng là lúc mọi người giải tỏa năng lượng, giải tỏa stress trong cơ thể của mình. Rất là hữu dụng luôn. Cuối cùng, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thôi. Rồi bây giờ mình nghỉ 15 giây qua động tác thứ hai. Động tác thứ hai đá chân ra sau bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lúc mình đá lên cần nhớ gồng mông để cảm nhận cơn đau của từng cái chân nha mọi người. Có một cái tip này, nếu bạn cảm thấy không đá nổi 50 cái liên tục thì mình có thể chia nhỏ ra 20, 20 rồi 10 hoặc là 25, 25 nha. Miễn sao đủ 50 cái. Bài tập của Thanh đặt ra nhưng mà tập mọi người phải lắng nghe cơ thể của mình đó nha. Thà mình nghĩ chia nhỏ ra nhưng mà mỗi cái đá chân của mình là cái nào cũng phải vô đúng cái đó, cái nào cũng phải áp phê cái đó, chứ đừng có chạy theo Thanh mà làm dối cái động tác của mình. Nó sẽ không có ích bằng việc mọi người chia nhỏ cái động tác ra mà tập đúng cái động tác, và mỗi động tác thật là vô đúng và áp phê. Rồi sau đó khi mà mình tập quen rồi cái bài này của Thanh á, mọi người có thể từ từ tăng đô lên cho kịp tiến độ, cho kịp bằng Thanh cũng được, không sao hết. Rồi nghỉ 15 giây mình sẽ đổ qua động tác thứ ba, bắt đầu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tôi thề với mọi người là mỗi ngày trải thảm ra tôi đều có một cái suy nghĩ xẹt qua trong đầu mình rất là nhanh. Đó là bữa nay mình nghỉ đi ha, chứ không sao đâu. Thì mọi người biết sao, lúc đó tôi phải vận dụng tất cả một nồi suy nghĩ khác đã dập đè lên nó. Mình phải nghĩ nè, nghỉ tập đi, rồi sập sệ ai buồn biết liền. Rồi nghỉ tập đi, rồi mai tập bù lại còn mệt hơn. Rồi có tuổi rồi nha, tập khó lắm đó, lo mà nghỉ đi. Cho nên quyết định trải thảm ra ngồi tập liền. Hì hụt tiếp tục đá chân nha mọi người. Rồi cái cuối cùng, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thôi. Rồi tiếp tục đá tiếp 50 cái nữa, cố lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đau chưa? Đau lắm, muốn giục cái mông luôn đúng không nè. Cố lên. Đá một bên 250 cái là tổng cộng mình đá được 500 cái rồi mọi người. Tuyệt vời.
Sau này, bài tập này của Thành mọi người quen rồi thì tăng số lần của một động tác lên hoặc là đeo tả chân để tăng đôi nha mọi người. Hiện tại thì ở nhà nếu mà tập bài này thì Thanh sẽ đeo ở mỗi chân 2kg để tập bài này nó tăng đô hơn. Lên đô thì cái mông của mình nó sẽ càng càng nở nở hơn. Còn bạn nào muốn duy trì cái mông của mình ở mức mà săn chắc thì mọi người có thể tập bài này như vậy, không cần phải lên hoặc không cần phải đeo tạ thì nó cũng ok rồi. Mà quan trọng nhất là gì? Quan trọng là khỏe, sức khỏe. Mỗi lần tập thể dục xong thì Thanh cảm thấy cơ thể của mình rất là khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Mọi người ơi, nói cho mọi người đỡ buồn, đỡ đau vậy thôi, chứ mình còn 10 cái nữa nha mọi người. 10, 9, 8, 7, sắp thành công rồi. 4, 3, 2, 1, xong. Rồi mọi người ơi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc 500 cái đá mông cho ngày hôm nay. Hy vọng mọi người sẽ duy trì bài tập này nha, một tuần tập 3 lần cho Thanh. Thực ra thì ở nhà Thanh cũng tập như vậy đó. Đây là cái bài mà Thanh tập hàng ngày luôn, kết hợp với lại tập bụng nữa. Thì mình xen kẽ ra, vừa tập bụng và vừa tập mông một tuần 6 ngày. Thì mình nghỉ cuối tuần để cho cơ nó giãn ra. Cái bài tập này tập sẽ ngày mai, mọi người sẽ cảm thấy là mình đau mông kinh khủng khiếp, đau rất là đau, chứng tỏ là nó sẽ có kết quả. Và càng ngày mông của mình sẽ càng nở 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 ra và chân thì càng ngày càng thon. Trời ơi, nói chung là rất là mê mê mê, khoe dáng thì chả nước miếng phái phái. Mọi người biết tại sao mà Thanh tập cực khổ, cho nên là trên hình ảnh Instagram hay là Facebook của Thanh toàn mặc đồ sexy gợi cảm. Tại sao mọi người? Tôi tập cực quá mà, trời ơi, tôi phải phe ra chứ mọi người ơi. Tôi gặp cực khổ để làm chi? Để cái tướng body tôi ngon nghẻ đáng chi, để mọi người thấy mình trai thèm nè, gái cũng thèm nè, trai thì thèm, còn gái, con gái thì nhìn thôi noi theo gương giống như tôi cũng nhìn những cái gương mà trời ơi, tướng tá ngó thì tôi phải nhìn sao mà tôi bắt chước tôi tập. Mình phải là version tốt lên hàng ngày, và hiện tại sẽ là một version best nhất hiện tại. Nó là hiện tại thôi nha, còn tương lai mình phải update hơn nữa. Cho nên là hàng ngày mình phải cố gắng, tại vì tuổi già nó cũng ập tới rồi mọi người, cho nên là cơ bắt đầu nó nhão, nó nhũng nhão. Hy vọng clip này sẽ giúp ích được những người mà bạn nè đang có mông lép nè, mông tập hoài không lên, mông bị tập sai cách nè, sẽ giúp ích được mọi người và bảo đảm sẽ có kết quả trong vòng 2 tuần. Chắc chắn nha mọi người. Kỳ này mọi người lại comment cho Thanh biết nha, mọi người tập có kết quả không và đâu có xé mông như Thanh đâu không nha. Mọi người thấy Thanh tập vậy thôi chứ mọi người hãy nhìn lại những hình ảnh của Thanh lúc quần quại đây. Đó, mọi người thấy không? Đâu quần quại lắm đâu, nhìn mọi đứt nhức đầu nhức ốc, là xé cơ, đập bàn, đập ghế, đập thảm mà dậm chân, trời ơi, nói chung là rất là đau. Nhưng mà cái gì nó cũng có giá của nó, đổi lại thì đây nè, body của tôi. Hy vọng mọi người thích clip này, đừng quên subscribe kênh YouTube của Thanh cũng như để lại những comment. Mọi người sắp tới muốn Thanh tập những bài tập nào thì để lại comment nha, cũng như là những tip làm đẹp nào Thanh sẽ chiều lòng hết mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, chúc chị em luôn xinh đẹp nha, bye bye.